안녕하세요. Chào tất cả các bạn. Hôm nay Trang sẽ cùng với các bạn đi tiếp cấu trúc ngữ pháp số 43. Đó là những cấu trúc ngữ pháp thường hay xuất hiện trong topic 1. Cấu trúc ngữ pháp số 43 là ngữ pháp gì ạ? Động từ cộng với uro, kata hoặc là ota. Các bạn lưu ý, sau cấu trúc ngữ pháp uro này, lúc nào chúng ta cũng đi với động từ di chuyển kata, ota. Và cái nghĩa của nó là gì? Đi đến đâu đó để làm gì? Đây là mục đích, mình sẽ làm một cái việc gì đó. Lưu ý nha, nó khác với lại đây cũng có nghĩa là để, mục đích của hành động thứ hai. Nhưng sau ryoku mình có thể dùng cho tất cả các động từ, còn udo này mình chỉ dùng cho kata uta thôi. Đi đến đâu đó để làm một hành động nào đó. Vậy thì cái cách chia của nó như thế nào ạ? Trước uro luôn luôn là một động từ, và khi động từ có bắt chim các bạn sẽ kết hợp với uro, và động từ không bắt chim thì các bạn sẽ kết hợp với ro. Ví dụ như là boneta ha, động từ boneta là gỏi. Khi mà các bạn chia thì mình chia là bone, không có bắt chim cộng với ro, bonero để gỏi. Còn chata, chata ở đây là tìm, có bắt chim đúng không ạ? Bắt chim của nó là phụ âm cuối, phụ âm cuối. Có bắt chim thì các bạn sẽ kết hợp với ư ro, cha chư ro là để tìm cái gì đó. Và đặc biệt khi bắt chim của nó là real, ví dụ như là palta, palta, các bạn không cộng với ư ro nữa mà các bạn cộng với ro luôn ha. Palo, pal ro, pal ro. Và với cái bắt chim của nó là bị ức thì các bạn chia như thế nào đây? Ví dụ như là động từ lượm, lượm là chutta, chutta là lượm nha, nhặt cái gì đó, lượm cái gì đó, thì bị ức này sẽ biến thành u, chu, bị ức thành u, u ro. Nhớ cho Trang những cái bất quy tắc này để mình áp dụng cho các bạn chia động từ nhé. Bây giờ chúng ta xét cấu trúc câu ví dụ thứ nhất. Bây giờ chúng ta xét câu ví dụ thứ nhất. 편지를 보내러 우체국에 가요. 편지를 보내러 우체국에 가요. Tôi đi đến bưu điện, đúng không ạ? Tôi đi đến bưu điện để làm gì? Để gửi, gửi thư. 편지를 보내다 là gửi thư. Tôi đến bưu điện để gửi thư. Tiếp theo, 돈을 찾으러 은행에 가요. 돈을 찾으러 은행에 가요. Là tôi đi đến ngân hàng để làm gì ạ? Để rút tiền. 돈을 찾다 là rút tiền. Tôi đi đến ngân hàng để rút tiền. Pháp số 44 đó là động từ kết hợp với 거나. Ngữ pháp này chúng ta có thể là hoặc là hay là. Nhưng các bạn lưu ý cho Trang một điều là khi mà động từ loại nó là động từ thì các bạn kết hợp với 거나. Còn khi từ loại của nó là danh từ thì các bạn sẽ kết hợp với ina. Nếu danh từ có bắt chim thì các bạn sẽ kết hợp với ina. Còn danh từ mà không có bắt chim thì các bạn cộng với na. Và cái cấu trúc này cũng có nghĩa là hoặc là hay là. Và một điều nữa đó là động từ có bắt chim hay không có bắt chim các bạn đều cộng với kona, không còn phải chia động từ nha. Puta, pukona, ita, ikona, ikona. 내일은 영화를 보거나 등산을 갈 거예요. 내일은 영화를 보거나 등산을 갈 거예요. Câu trúc ngữ pháp 리을 거예요 có nghĩa là sẽ đúng không ạ? Ngày mai tôi sẽ đi đâu đây? 등산 là gì ạ? Leo núi hoặc là xem phim. Ngày mai tôi sẽ xem leo núi hoặc là xem phim nha. 일요일에 책을 읽거나 영화를 봐요. 일요일에 책을 읽거나 영화를 봐요. Vào chủ nhật đúng không ạ? Vào chủ nhật 일요일 thì tôi xem phim, 영화를 보다 xem phim hoặc là 책을 읽다 là đọc sách. 일요일에 책을 읽거나 영화를 봐요. Tiếp theo là cấu trúc ngữ pháp số 45. Trước khi làm một việc gì đó
Chắc có lẽ khi các bạn học qua sơ cấp thì các bạn đã học qua cấu trúc này rồi, nhưng mà mình vẫn ôn lại để các bạn nhớ nhé. Động từ cộng với khi cho né, và danh từ thì cộng với cho né trước khi. 학교에 가기 전에 학교에 가기 전에 책을 읽으세요. 아, 가기 전에 là trước khi đi đúng không ạ? Trước khi đi học hoặc là trước khi đi đến trường. 책을 읽으세요. Hãy đọc sách. Mình có thể dịch cái phần này trước mà cũng có thể dịch cái phần này sau cũng được. Hãy đọc sách trước khi đi đến trường, hoặc là trước khi đi đến trường bạn hãy đọc sách. Đều được các bạn nhé. 빨래를 하기 전에 빨래를 하기 전에 trước khi làm gì ạ? Giặt đồ. 방을 청소합니다. Trước khi giặt đồ thì tôi dọn dẹp phòng đúng không ạ? Dọn dẹp vệ sinh phòng. Thì đó là cấu trúc khi trở nên. Bây giờ chúng ta qua cấu trúc ngữ pháp số 46. Sau khi động từ kết hợp với ni ưn hoặc là ưn quê là sau khi mình kết hợp với động từ. Động từ có bắt chim thì cộng với gì đây? Ưn huế. Có bắt chim thì cộng với ưn huế. Không bắt chim thì cộng với ni ưn huế. Sau khi. Và danh từ thì chúng ta cộng với huế thôi. Mình lấy ví dụ danh từ nha. Nhớ chì. Nhớ chì huế. Sau mấy ngày. Hoặc là mấy ngày sau. Sau mấy ngày thì. Ta xì mân lập xì ta. Sau mấy ngày thì chúng ta gặp nhau nhé. Chúng ta gặp lại nhé. Hoặc là mấy ngày sau lại gặp tiếp nhé. Các bạn muốn dịch như thế nào thì các bạn dịch, nhưng mà cũng cùng một cái nghĩa là được nhé. 며칠 후에 다시 만납시다. Mấy ngày sau chúng ta gặp lại nhé. 수업이 끝난 후에 수업이 끝난 후에 끝나다. Chỗ này là 끝 나다 kết thúc. Sau khi tiết học kết thúc, coffee shop에 갑니다. Coffee shop에 갑니다 thì chúng ta đi đến quán cà phê nhé. 수업이 끝난 후에 coffee shop에 갑니다. Sau khi buổi học kết thúc hoặc là sau khi tiết học kết thúc thì tôi đi đến quán cà phê. Tiếp theo, 우유를 산 후에 영수증을 받았어요. 우유를 산 후에 chỗ này là 사다, 산 후에, 끝나다, 끝난 후에. Sau khi 사다 là mua đúng không ạ? Sau khi mua sữa xong thì tôi đã nhận gì đây ạ? 받았어요. Đã nhận gì? 영수증을 받았어요. Tôi đã nhận hóa đơn. 우유를 산 후에 영수증을 받았어요. Bây giờ chúng ta đi tiếp cấu trúc ngữ pháp số 47. Đó là bắt quy tắc ư. Bắt quy tắc ư, các bạn thấy thường thì động từ hoặc là tính từ đó có nguyên âm kết thúc là chữ ư. Thì các bạn sẽ làm như thế nào đây? Khi mà kết hợp với a ơ vô thì nó sẽ trở thành ơ vô, sơ vô. Ví dụ sư tà. Thì khi mà kết hợp với a ơ vô á thì nó chỉ kết hợp với ơ vô thôi. Sơ vô nó sẽ mất ư đi. Sư tà sơ vô. Thì ở khi mà kết hợp với a vô thì nó không có cộng với a vô mà nó chỉ cộng với ơ vô thôi. Sư tà thì mình sẽ chia thành sơ vô, sơ vô. Khư tà là lớn nè, thì mình chia thành khơ vô, khơ vô. Tư tà là mọc lên ha, nổi là mọc lên. Tư tà thì mình sẽ chia là to vô, to vô. Cư tà coi coi là tắt. Nhưng hồi hôm qua mình mới vừa nhận được một cái câu hỏi của một bạn học viên. Bạn đó hỏi là hư rư tà thì có nằm trong quy tắc ư không cô? Không, phần này là chúng ta thuộc cái quy tắc rư rồi các bạn, nó không có nằm bên quy tắc ư này nha. Này là hư rư tà là bắt quy tắc rư chứ không phải là ư nha. Rồi bây giờ mình lấy ví dụ. 저는 편지를 써요. Thì nguyên hệ của nó là gì đây? 쓰다 và kết hợp với 어요. 어요. Thì thành
써요. 저는 편지를 써요. 더 비트. Nhưng cái chỗ này là thầy quá khứ. Quá khứ thì cộng với gì đây ạ? Sư tá kết hợp với 써요. Thì nó thành 썼어요. 편지를 썼어요. 편지를 썼어요. 편지를 써야 해요. Thì chỗ này nó cộng với ngữ pháp gì đây ạ? A O Ya Hata A O Ya Hata phải làm gì đó. Thì nó không cộng với A, nó chỉ cộng với thôi. 편지를 써야 해요. Tôi phải viết thư. Tôi phải viết thư. 동생은 키가 커요. 크다. Chỗ này là 크다. 동생은 키가 커요. Em tôi cao. Rồi, bây giờ mình qua cấu trúc ngữ pháp số 48, đó là bóc quy tắc. Tuy gứt nha. Khi bóc quy tắc có cái phụ âm cuối là tuy gứt, khi nó kết hợp với phụ âm là gì ạ? Chữ tờ, bờ, sờ, chờ, những cái đó là phụ âm, thì chúng ta vẫn giữ nguyên bát chim là tì gứt, không có chia. Nhưng mà khi cộng với nguyên âm như là ư, ơ, a, thì những cái phần này nó sẽ biến thành real. Tì gứt nó sẽ biến thành real. Thì tóm lại, khi mà động từ bất quy tắc có bắt chim là tì gứt, khi kết hợp với phụ âm thì nó giữ nguyên tì gứt, còn khi kết hợp với nguyên âm thì tì gứt sẽ biến thành real. Các bạn nhớ trang cái quy tắc này. Cho nên thịt tà nghe khi kết hợp với aoyo, không aoyo thì nó thành gì đây ạ? Thứ rồi ạ. Thực tà biến thành thứ rồi ạ. Thứ rồi là từ viết tắt. Đây là từ cách nói ngang hàng. Thứ rồi ạ. Còn mình nói thứ rồi là cách nói ngang hàng ha. Thứ rồi. Thực tà thứ rồi ạ. Khi mà có hợp với unika. Đây là viết tắt của unika nha. Uni. Uni. Thứ rồi đi. Tại vì kết hợp với nguyên âm ư. Thứ rư ni, cho nên tì gứt sẽ biến thành real. Tương tự, một tà là hỏi, khi mà kết hợp với a o yo thì nó biến thành real này. Mù rò, mù rò. Ư ni thì nó thành mù rư ni, mù rư ni. Có tà khi kết hợp với a o yo thì nó thành có rò, có rò yo, có rò yo. Thấy không? Tì gứt sẽ biến thành real nè. Và tiếp theo, khi mà có hợp với unika, uni thì nó thành koruni, vì bỏ đúng không ạ? Koruni, ketatta, ketatta, ketatta đây là nhận ra, thường đó là nhận ra một cái lỗi lầm nào đó. Ketara, ketara, tuy gấp thành real đây, ketara, ketaruni, tại vì nó có hợp với uni, nguyên âm. Shitta, shitta, shitta này là chở. Shiro, shiro, tì gứt thành real. Shiruni, shiruni, và tì gứt thành real này ha. Shiruni. Bây giờ các bạn xét câu ví dụ sau đây. 저는 지금 음악을 들어요. 듣다, 듣다. Thì khi mà chia cái đuôi a ơ vô thì nó thành 들어요. 저는 지금 음악을 들어요. Bây giờ tôi nghe nhạc, đúng không ạ? Bây giờ tôi nghe nhạc. Rồi, các bạn xem, 물어보세요 là kết hợp giữa động từ gì đây ạ? 묻다 và 아, 어, 보세요. Hãy làm thử một cái điều gì đó. 아, 어, 보세요. Hãy làm thử một cái điều gì đó. Thì khi kết hợp với 아, 어, nguyên âm, thì tí gấp này sẽ biến thành real, thành gì đây? 물. 물어보세요. 물어보세요. Hãy hỏi. 잘 모르면 저한테 물어보세요. Nếu như mà không biết rõ, nếu mà không biết rõ thì hãy hỏi tôi thử nhé. Hoặc là hãy hỏi tôi xem nhé.
어제는 많이 걸었어요. 걷다. 걷다는 이 mẫu. Và khi kết hợp với 었어요 thì quá khứ thì nó sẽ trở thành 걸었어요. Hôm qua tôi đã đi bộ rất nhiều. 저한테 묻지 마세요. Đây xuất hiện cái phần khi mà kết hợp với phụ âm thì nó vẫn giữ nguyên bắt chim là thì gứt, nó không có chia ha, không có chia thành real nữa. 저한테 묻지 마세요. Cậu đừng hỏi, đừng hỏi tôi. Và có một số từ không theo quy tắc này, ví dụ như là tà tà đóng lại, đóng, bà tà nhận và mịt tà tin tưởng nha. Các bạn xem 문을 닫아 주세요. Tà tà đóng lại ha. 문을 닫아 주세요. Mình vẫn chia bình thường, không có chia thành real nữa. Hãy đóng cửa lại cho tôi. 어제 친구한테서 편지를 받았어요. Hôm qua tôi đã nhận được thư từ ai đi ạ? Anh thấy sao là từ ai đó ha, từ người bạn. 어제 친구한테서 편지를 받았어요. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cấu trúc ngữ pháp số 49. Đó là bắt quy tắc ký ức. Bắt quy tắc ký ức. Cách chia của nó như thế nào đây các bạn? Nó là khi kết hợp với nguyên âm. Khi kết hợp với nguyên âm thì beat up này sẽ biến thành u. Và khi kết hợp với phụ âm thì beat up vẫn giữ nguyên, vẫn giữ nguyên beat up, không có chia. Đã, bây giờ các bạn xem nha. 즐겁다 là vui nè. Bây giờ các bạn thấy là chia như thế nào để nó thành, khi mà nó có hợp với ơ vô, mình muốn chia cái đuôi a ơ vô đúng không? Thì các bạn xem, muốn cộng với ơ vô a ơ vô thì 즐겁다 chữ b này thành u. 즐거 u đúng không? Bị ấp thành u nè, bị ấp thành u. U thì các bạn sẽ kết hợp với ơ vô đúng không ạ? Chứ không có kết hợp với a vô. U mà chừng nào a với lại u thì mới kết hợp với a vô đúng không? Rồi thì các bạn sẽ xem chữ co u với ơ là chữ co hoài ạ. Chữ co hoài ạ. Tương tự bằng gấp ta là vui vẻ. Bằng ga bằng gấp ta biến thành u. Bằng ga biến thành u nha. U thì đi với ơ vô. Làm gì đây? 반가워요. 반가워요. Chúc ta lạnh. Nghĩa thành u. U thì đi với ơ. Vô. Chú vô vô. Chú vô vô. Ở đếp ta. Ơ. Vô. U. Kết hợp với ơ vô. Thành. Ở đâu rồi ạ? Ở đâu rồi ạ? Khó. Thộp tạ. Đi ấp. Thán. U. Thô. Thô rồi ạ? Thô rồi ạ? Nắm. Đó là bắt quy tắc. Đi ấp. Khi nào mình giữ nguyên đi ấp không chị ạ? Khi cộng với phụ âm đúng không? Ví dụ các bạn nói là chúc tạ. Chúc xuân nhị tạ. Thì đâu có chia đâu, khi mà gặp phụ âm thì nó giữ nguyên bị ấp nha. Chúc xuân nhị tạ. Với lại chữ chúc. Chúc tò nhị. Đó. Khi mà cộng với phụ âm thì nó giữ nguyên. Rồi, chỉ hai trường hợp các bạn cần lưu ý là gì đây? Trường hợp này các bạn thường hay sai mà nhiều khi chia mà mình không hiểu tại sao nó chia như vậy nữa. Trường hợp thuộc tà với là cuộc tà. Giúp đỡ và đây là đến từ xinh đẹp. Đẹp ha. Thục tà. Thì trường hợp này khi mà kết hợp với nguyên âm a o. Nguyên âm a o thì chữ beat up này nó sẽ biến thành o các bạn nha. Biến thành o chứ không phải là u nữa.
Hai trường hợp thuộc và tà với lại cuộc tà khi mà kết hợp với nguyên âm. Đây là nguyên âm A hoặc là Ơ nha. Chữ A chỉ A hoặc là Ơ thôi. Thì đi up nó sẽ biến thành O. Thì nếu mà O thì kết hợp với A vô. Chia nha. Tột tà. Tô B thành O. O thì đi với A vô đúng không ạ? O thì đi với A vô. Chừng nào ngoài O và A ra thì mình mới cộng với O vô ha. Thì thành gì đây? Thù ai ồ. Thù ai ồ. Cuộc tà. Đẹp, tốt, miệng, ăn cần. Nó có nhiều nghĩa. Thì thành gì đây ạ? Cô B thành O. O thì kết hợp với A vô. Khổ ai ồ. Khổ ai ồ. Đó là trường hợp cộng với A ơ vô. Có nhiều vì giúp đỡ đi. Ngoài cái đuôi a vô thì mình có cái ngữ pháp là a ơ so. A ơ so mình chia thế nào? Thô thô qua so. Tại vì đây cũng là a với ơ mà. Rồi gì đây? Thô qua chu xe yo. Thô qua chu xe yo. Thì cái này là a ơ chu xe yo. Hãy làm giúp tôi là nhịp điều gì đó thì nó thành tô qua chu xì vô. Còn gì nữa ta? À, khi mà kết hợp với ư nì ca. Ư nì ca. Các bạn nhìn lên ha. Ư nì ca. Thì đây là nguyên âm nhưng mà nó không phải là A và O. Cho nên mình không có cộng với, không có chuyển thành O nữa nha. Cho nên bị úp này nó không có chuyển thành O mà nó sẽ chuyển thành U. Tô U. Tô U. Tô U gì đây? Tô U nì ca. Không bắt chim à? Tô U nì ca. Tô U nì ca. Các bạn cần nhớ cho Trang tóm lại là khi tột tà, cột tà mà kết hợp với A với Ơ thì nó mới biến thành O, còn ngoài ra thì biến thành U hết. Giờ bây giờ các bạn xem tiếp. Những từ sau đây không nằm trong các quy tắc như là chập tà, mắt, chả bài ồ, chộp tà, gấp lại thì mình chia bình thường. Chổ bôi ồ, chịp tà, chi bời ồ, búp tà, bú bài ồ. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu trúc ngữ pháp số 50. Đó là bắt quy tắc rư. Rư mình chia câu trúc này như thế nào đây? Rư nó sẽ khi mà mình chia thành kết hợp với a ơ hoặc là a ơ vô thì rư nó sẽ biến thành hai trường hợp sau đây: r và ra. R và ra, khi nào nó chuyển thành r và khi nào nó chuyển thành ra đây? Các bạn xét trường hợp này nha. Thả rư tà là khác nè. Rư, rư nó sẽ chuyển thành ra. Tại sao đây? Tại vì âm tiết thứ nhất là nguyên âm A. Nguyên tiết thứ nhất là A và O. Thì rương này nó sẽ chuyển thành ra. Còn ngoài hai trường hợp này ra thì nó sẽ chuyển thành R. Thả rư tà. Thả lai. Và trước rư này chúng ta sẽ thêm rư nữa này nha. Rư thành ra. Tại vì trước nó là nguyên âm A. Và trước ra này mình thêm riu. Tại lai ở khác. Mô rư tà. Mô rư tà. Mô là có nguyên âm gì đây ạ? Ô. Cho nên ô thì rư sẽ biến thành ra. Và trước mô, trước ra này chúng ta sẽ thêm riu. Mô lai ở. Ba rư tà. Nhanh. Ba lai ở. Khổ rư tà. Khổ lai ở. Thì tất cả những cái nguyên âm thứ nhất, nguyên âm của âm tiết thứ nhất đều có thúc bằng A và O. Cho nên mình chuyển rư thành ra. Ổ rư tà, ổ lai ồ, lên. Nả rư tà, cũng là A luôn nè. Nả lai ồ, nả lai ồ. Rồi bây giờ mình qua lên phần này nha. Rơ, rơ dù, rư thành rơ dù. Khe ư rư tà thành rơ dù. Tại sao đây? Tại vì khe ư là không phải A và O, cho nên nó sẽ thành rơ dụ. Khe ư lời.
dưới âm ư mình thêm chữ r này ha. The ư lời lời biến phú rư ta, đây là u và ngoài a và o cho nên r sẽ biến thành rồi ô phú lời gọi hư rư ta thì thành hư lời chảy. Rồi các bạn xem câu ví dụ thứ nhất, 저는 영어를 몰라요. 몰라요 từ nguyên thể của nó là 모르다. Rư thành gì đây? Ra. Và trước ra mình thêm real. 몰라요. Tôi không biết tiếng Anh. 비행기는 빨라요. Từ nguyên thể của nó là 빠르다. Rư thành gì đây ạ? Tại vì âm tiết thứ nhất có phụ âm, có nguyên âm là a cho nên ra thành rư thành ra và trước ra mình thêm rư bay lại máy bay thì nhanh. 우리 전화 번호가 달라요. 우리 전화 번호가 달라요. Trên hộp của chúng tôi thì khác. Từ nguyên thể của nó là 다르다. 기본형 các bạn nhé. Từ nguyên thể là 기본형. Tiếng Hàn nó là 기본형. 기본형, 기본형, 뭘 달라요. 배가 불러서 더 못 먹겠습니다. 불러서, 부르다, 나와. 부르다, khi mà kết hợp với a, ơ, sơ. Thì nó thành gì đây ạ? 불러서, 부르다, 불러서, 배가 불러서, vì tôi no. Cho nên tôi không thể ăn thêm nữa, thơ một먹겠습니다. Rồi, bắt quy tắc r, hư rơ tà. Hư rơ tà các bạn chia là gì đây ạ? Hư lơ dồ là giả nha. Hư rơ tà thì ta chia như thế nào đây? Hư rơ thành rơ, rơ dồ. Khổ rơ tà. Khổ la dồ. Y rơ tà. Y lơ dồ. Nà rư ta. Nà, nà thì thành nay. Rư thành ra. Nà la yô. Ô rư ta thành gì đây ạ? Ô la yô. Sơ thu rư ta. Sơ thu rư ta mình chỉ là gì đây? Sơ thu. Thu. Rư thành rơ. Sơ thu la yô. Và những từ sau đây không nằm trong bóc quy tắc. Chi rư tà là trả tiền. Chi rơ dù mình vẫn chi bình thường nha. Chi bình thường. Chi rơ dù. Chúng ta không có chia bóc quy tắc nữa. Bóc tắc là mình có thêm real nhưng mà phần này mình không có thêm real. Tư rư tà thành gì đây ạ? Tư rơ dù. Chi bình thường nha. Ghé. Ta rư tà thì mình chia là ta ra dù. Chỉ bình thường thì đó không phải là bóc quy tắc. Bây giờ chúng ta qua câu trúc ngữ pháp số 51, đó là bóc quy tắc si ó. Khi mà si ó này kết hợp với nguyên âm, nguyên âm, nguyên âm ư a ô thì nó sẽ bị mất đi, bị mất đi. Ví dụ còn kết hợp với phụ âm thì nó vẫn giữ nguyên. Khịt ta là kẻ đường, kết hợp với a ơ vô nè, a ơ thì thành gì đây? Cứ ờ, nó bắt short đi thấy không? Cứ ư nì, đây là kết hợp với ngữ pháp ư nì ca vì á, và viết tắt của ư nì ca đó là ư nì, cứ nì, cứ ư miệng, ư miệng là nếu nè, cứ sư miệng. Khi mà kết hợp với nguyên âm thì short nó bị mất đi, nó sẽ thành cứ ư miệng. Tương tự nà ta là khỏi bệnh, nà a, nà ư nì, nà ư miệng. Puta là đổ, rót, phua, phua ni, phua miệng. Ita là yếu, yếu ni, yếu miệng, yếu miệng. Chọt ta, khuấy, chọ, chọ, chọ ư ni, chọ ư miệng. Đi chọ yô, chọ yô, chọ, chứ không phải nói là chọ sơ yô nha. Chị ta, chị yô, chị yô, chị ư ni, chiêu miệng.
커피 잔에 물을 부었습니다. 붓다. 붓다 là gì ạ? Rót. Đổ rót. Rót gì đây? Rót nước. Vào đâu? Vào ly cà phê. 약을 먹고 다 나았어요. Từ khi thầy cô nói là 나았다. Khỏi bệnh. Sau khi uống thuốc, 약을 먹고 uống thuốc xong thì thôi, đã khỏi khỏi bệnh hẳn đi. 밑줄을 그으세요. 그다 là kẽ. Kẽ. 밑줄 là cái hàng hàng dưới, kẽ hàng dưới. Hãy kẽ hàng dưới. 두서 là hai sợi. 있다. 이을까요? 있다 là nói. Nói hai sợi dây lại nhé. 두서는 이을까요? Những động từ sau đây không nằm trong bất quy tắc đó là 벗다, cởi. Mình thường người mình nói là 벗어요. 벗어요. 벗다, 벗어요. Chứ không là phải, chứ không phải là 벗어요 nha. 벗다, 벗어요. Kết hợp với 아요. 빗다, 짧. 빗어요. 씻다, 씻어요. Các bạn chỉ cần cộng với a hoặc là ơ thôi. 웃다, 웃어요. Đây là không phải bất quy tắc. Rồi, cấu trúc tiếp theo, bắt nguyên tắc hi ức. Khi mà hi ức kết hợp với nguyên âm thì nó sẽ bị mất đi. Mất hi ức đi. Ví dụ nha. 어떻다. 어떻습니까? 어떻습니까? Nó vẫn giữ nguyên khi nó cộng với phụ âm. 어때요? Đây là kết hợp với a u u. 어때요? Thành e ha. 어떠 khi mà kết hợp với a o thì nó thành e ha. 어떤 셋? 어떤 셋? Các bạn biết tại sao ngay chỗ này nó là chia thế này? Đây là định ngữ. Ô tất tả kết hợp với miền rồi xét này. Này sẽ bị mất đi. Khi ít thì nó không có kết hợp với khi mà gặp với gì đây? Nguyên âm thì ít bị mất đi. Này cũng mất đi cho nó thành ô tần xét. Ô tần xét. 어떨까요? Thấy nào nhỉ? 팔았다. 팔았습니다. 팔아요. 팔아요. 파란색? 팔할까요? 빨갛다. 어, 다. 빨갛습니다. 빨개요? 빨간 옷. 빨갈까요? 노랗다. 뭐 왜? 노랗습니까? 노래요? 노란 옷. 노랄까요? Đó là cái phần người ta chia cho mình. Rồi, nhưng mà những động từ và tính từ như sau là không phải nằm trong phần bắt quy tắc hi ức. 좋다, 싫다, 많다, 괜찮다, 높다, 높다, 낮다, 낮다, 싫다, 싫다. Đây là những cái tính từ. 좋다 là gì đây ạ? Thích, ghét, nhiều, không sao, đặt, bỏ vào, xinh. À, sinh em bé hoặc sinh đẻ nạp tà. Những cái từ này sạp tà là chất tích lũy. Thì những cái phần này mình không có lược bỏ hiếu đi. Rồi, 좋습니까? 좋아요? 좋을까요? 좋은 날씨. 좋다. 좋습니까? 좋아요? 좋을까요? 너는 컵. 빨간 사과 맛이 어땠습니까? 아, 빨간 사과 맛이 어땠습니까? Có nghĩa là gì nè? À, cái vị của trái táo màu đỏ này như thế nào? 어땠습니까? 가만 바지를 살까요? À, mình mua cái quần màu đen nhé. 가만 바지를 살까요? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần ngữ pháp trong luyện thi TOEIC 1 rồi. Mình thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. 안녕히 계세요.